Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết "Tôi thầu khoáng của tác giả nhà văn Lê Văn Trương. Tác phẩm được in tại nhà in Tân Dân và phát hành tại Hà Nội năm 1940. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập năm. Tập cuối những người phu trở về lượn quanh sườn núi như đàn kiến tha mồi vui vẻ hát vang họ không biết rằng có một người anh em cơ khổ cũng như họ đã chết chết chỉ vì cái cơ khổ nó bắt phải cơ khổ hơn ồ mắt tôi không khóc trong khi lòng tôi có những cảm giác như khóc ấy thế rồi khi bước chân lên ngựa cạnh một cái xác chết điêu linh giữa một buổi chiều tà ảm đạm tôi lại còn đủ trí nhớ để nghĩ đến những bài thơ loài người đã là một giống ghê tởm văn sĩ lại là một giống ghê tởm hơn cái hồn nghệ sĩ mà họ vẫn ca tụng ầm ĩ ấy phải chăng là một thứ gì mỏng mẻo như tơ chuối và nó thay đổi như mây chiều cái hồn nghệ sĩ ấy phải chăng là một thứ đàn bà vừa khóc cái khổ của người khác và vừa vui cái sướng của mình họ không bỏ một mảy cái của mình trước những cái mất ghê gớm của người Lẽ tất nhiên là nghĩ đến bài thơ lúc ấy Thì tôi phải nghĩ đến bài Mã cũ bên đường của tảng đà tiên sinh Chơi lâu nhớ quê về thăm nhà Người xa đường vắng bóng chiều tà Một dãy lao cao làng gió chạy Mấy cây thưa lá sắc vàng pha Ngoài xe trơ một nắm đất đỏ Hang hốc đùm lên đám cỏ gà Người nằm dưới mã ai ai đó Có phải quê đây hay vùng xa Suối vàng xa thẳm biết là ai Mã cũ không ai kẻ đói hoài Trải bao ngày tháng trơ trơ đó Mưa dầu nắng dãi Văng mờ soi Tảng đà tiên sinh ngày nay Cũng đã ra người thiên cổ Dưới âm ví cũng hợp trợ như ở Trần gian Thì thế nào thằng Thế cũng nắm lấy tiên sinh mà trách Ngài đã khóc khách văn chương Ngài đã khóc khách cung đao Ngài đã khóc khách phong lưu Ngài đã khóc khách tài danh Tại làm sao Ngài lại không nhắc nhở đến những kẻ cùng đồ cơ khổ như chúng tôi Chỉ vì muốn có bát cơm Mà đến nỗi phải chết bờ chết bụi Một cách thảm thương như thế này Hay là cái khổ sách mang trên một cái thân gầy cờm vì đói Vì rét Vì bệnh Không phải là những thứ có thể làm nảy ra thơ Vì thế cho nên Ngài tiếc những câu tuyệt diệu Ví dụ ở dưới âm mà xảy ra câu chuyện trách móc như thế Thì không biết bực đàn anh đáng thờ đáng kính của chúng ta Sẽ trả lời ra làm sao với thằng thế đây Nhưng nói làm chi nữa chuyện dưới âm Ở trên trần trong khoảng đời bôn tẩu của tôi Tôi nhận thấy những khách văn chương Khách phong lưu và bậc tài danh Ít ai bị chết vùi chết dập Ở dưới móng đá chân sim Những cái mã cũ bên đường Thuần chọn những kẻ cơ hàng như thằng thế Tôi lên khỏi nương ngô thì gặp qua lâm và cai quý ở chỗ làm về. Trèo dốc mệt quá ông à. Thở hồng học, qua lâm dừng lại đi nghỉ. Tôi cũng xuống ngựa. Qua lâm giơ gậy trỏ khắp chân trời rồi bảo tôi. Cảnh thu trên đỉnh núi cao đẹp và buồn chưa? Đất khách gặp cảnh thu sầu não lòng quá. Trời ơi! Lúc ấy tôi mới biết rằng mình đất khách ở giữa mùa thu đấy. Khổ chưa? tôi không phải là cái giống thi sĩ chỉ rình rình chờ mùa thu đến để khóc mây khóc gió khóc trăng khóc lá vàng khóc một nghìn thứ nữa và để buồn tôi nhìn quanh ô ra buồn thật có lẽ tôi bị ảnh hưởng bởi những bài thơ cái gì mà cảnh vật như phủ một màu tan nhưng tức quá ngọn gió heo may tôi tìm không thấy tôi chỉ thấy đọc một thứ gió núi thổi cái lạnh thấu xuống qua những lần áo đen Đáng lẽ ra tôi cũng tả một vài nét để các bạn biết qua cái thu ở trên núi trong một buổi chiều tà. Nhưng sực nhớ đến bài thơ đăng cao của Đỗ Phủ, tôi lại không dám, vì đứng ở đây, bao nhiêu cái gì nên tả, bao nhiêu cảm tưởng nên nói, người xưa đã nói hết cả rồi. Thôi, âu bằng tôi chép luôn bài thơ ấy ra đây để chúng ta cùng hưởng với nhau. Phong cấp thiên cao viên khiếu ai, trừ thanh xa bạch niễu phi hồi vô biên lạc dịp tiêu tiêu hạ bất tận tràn gian cổn cổn lai vạn lý bi thu thương tác khách bách niên đa bệnh độc đăng đài gian lao khổ hận phàm xương bấn lao đảo tân đình chọc tự bôi hôm ấy thật chỉ thiếu một nậm rượu và một ít mực nướng mà tôi không thể tưởng hẳn mình là độ phủ bao nhiêu cảnh trội nhất ở đây đều đã tả trong bài thơ những tiếng vườn những hình chim lại lá rụng lại con tiểu bạch hà lượn trước mặt cho đến cái chỗ tự hào thì bá cũng lại có nốt vạn lý bi thu thường tác khách cuộc đời bình bồng của tôi đã bao phen gặp mùa thu buồn ở quê người và tóc tôi tuy chưa đến nỗi nhúm bạc nhưng đầu tôi thật gọi cũng đã lấm phong sương đắc chí tôi ngâm vang Chó thầy là cái thằng người Tôi đã quên phân cả cái chết thê thảm của thằng thế Tôi quên vì tôi bị đà thơ đưa đi Nhưng mày cai quý vô tình đã nhắc cho tôi nhớ Cậu cả thế nằm kia bây giờ muốn ngâm cũng ngâm không được Gia Quỳnh ở Hà Nội lên gặp tôi vội vàng nói Ở nhà yên cả tôi đã xuống thăm thiếm và các cháu đều mạnh khỏe cả Thời cục yên rồi Tôi rất ơn Giao Huynh về chỗ không hỏi ngay tôi về công việc. Gia Huynh giải ngay cái điều thắc mắc của lòng tôi. 20 hôm trước đây, vì thời cuộc gợn sống chiến tranh, Hà Nội nhốn nháo. Trong lúc tôi không có ở nhà, dù tôi biết người bạn trăm năm bao nhiêu lâu chung sống với tôi cuộc đời nguy hiểm, đã tỏ ra có can đảm trong nhiều trường hợp khắc khe. Nhưng trước bất ngờ của tay ách, lòng kẻ làm cha làm chồng không khỏi thắt lại. Hôm nọ chạy loạn, Cả Hà Nội như ở trên chảo dầu Thì mấy vẫn bình tĩnh Không chịu chạy đi đâu cả Thôi chú cố đi ít ngày nữa rồi thì ta về Cố thì ngày nào tôi chẳng cố Tôi ở Hà Nội chỉ lo chú ốm Chú không ốm đấy chứ Tôi cười Nhờ giờ không việc gì Chỉ có qua lâm đau mắt dữ quá Thành ra quanh đi quẩn lại chỉ có một mình tôi Cũng mệt lắm Nhưng Nhưng trong cái trường hợp không thể mệt được Thì cũng đành vậy Có phải không đây thư nhà đây Tôi dỡ ra cả một bọc lớn Thư của bạn bè Thư của độc giả lẫn với cái tin nhà Và tấm ảnh của đứa con gái út Những tin nhà Thì tôi nhận được đã nhiều Bởi tôi thời thường có mấy khi ở nhà Nay Bangkok Mai Nâm Ngày kia Sài Gòn Những bức thư nhà đến với tôi như những người bạn đã quen Tôi ít khi hồi hộp Nhưng lần này có một đoạn Nó làm cho tôi phải tần ngần Xem đi xem lại đến ba lượt Tôi xem đi xem lại không phải là để nhìn những chữ đấy Mà để hình dung lại cái cảnh tượng của gia đình tôi khi đọc mẫu thời sự ấy Hôm nọ Xem Nhật Trình thấy nói tàu bay Nhật ném bơm ở Thất Khê Em và các con hoảng sợ Tưởng họ ném bơm ở chỗ anh làm Con lần vội vàng dở địa đồ ra xem thì không phải Chúng nó mừng xeo lên mà em thì Các ngài thử tưởng tượng Kẻ xa nhà khi nhận được cái tin như thế lòng người dù là lòng khách giang hồ thì cũng vẫn có những chỗ để cái tình thê tử làm rung động tôi tưởng tượng giá tàu bay nhật bay qua đây trông xuống thấy người làm như kiến cỏ rồi thì một quả bơm vô tình nhưng thôi đừng tưởng tượng nữa bởi tưởng tượng đưa người ta đi xa những thư của bạn thì là sợi dây nối liền cái đời sống của tôi bây giờ với cái đời sống trước hai tháng đây nó đem đến cho tôi một cảm giác mát mẻ còn những thơ của độc giả thì đem đến cho tôi một khuyến khích Một cố gắng để không phụ những người đã tin tưởng ở như mình Nó lại làm cho tôi tiếc Tiếc vì công việc ràng buộc Không cho tôi ngồi yên mà viết quyển tiểu thuyết Cái giọt dầu Mỗi lò của chúng tôi khi bước chân lên đây là lương ăn Chú thích Lương ở đây có nghĩa là lương thực Thức ăn, thực phẩm Hết chú thích vì đường núi treo leo và hiểm trở lại ở vào một chỗ xa làng mạc chúng tôi sợ rằng sẽ thiếu gạo ăn vừa cho phu và cho chúng tôi phải tải từ xi si mần hay pakka lên thì ôi thôi bao nhiêu tiền công cước gặp ông quan tàu chúng tôi vừa bàn với ông sai người đi các thôn cổ động để cho những kẻ có hàng hóa đến đây họp chợ thì ông liền nói cho biết theo cái kế hoạch trường kỳ đề kháng của tưởng giới thạch chính phủ trung ương đã ra lệnh thóc gạo và sản vật của xứ nào cứ ở yên tại xứ đó cấm không được tải đi đâu chúng tôi nhìn nhau tái mặt không có ngô gạo sẵn làm sao cho cô ly có cái ăn mà ở làm cho mình gia huỳnh vội vàng sang bên trú sở của nhân viên hãng eurasia nhờ đánh điện về vân nam trần tình thì ngay hôm sau được tin giả nhờ nói cho biết là tỉnh trưởng long vân đã sức cho phủ dầu mã tẩy và các quyện tống lòng xin cái để tự do cho nhân dân tải sản vật về buôn bán tại chỗ chúng tôi làm. Chú thích, sức, tức là chỉ thị hay ra lệnh. Hết chú thích. Trong có mấy ngày lập chợ thành ở trên một chõm núi gần chỗ tàu bay đổ, chúng tôi liền mệnh danh cho nó là chợ tàu bay. Gà, vịt, rau, thịt, ngô, gạo, người tứ phương muốn thu lợi đem đến đủ trong gần một nghìn cô ly dùng. Dân vùng này thật đã tìm được một cái rất may trong một cái rất rủi của người khác vì chiếc tàu bay đổ chúng tôi đến cu ly hợp đông một con gà từ hai hào lên đến đồng bạc một quả bí một xu lên tới một hào bất cứ cái gì cũng lên giá gấp năm gấp mười các tay chơi cũng thu được mối lợi quân sư lùng tụ tập ngay một bọn đảng tử mở sòng bạc thôi thì thò lò xúc sắc xóc đĩa đủ cả nực cười nhất là sòng bạc mở ngay sau khi quan tàu hiểu dụ nếu có ai đánh bạc thì sẽ bị ở tù sự đánh bạc có lẽ ông ta cũng biết nhưng người thế lực cần phải nuôi thủ hạ nên cấm thì cứ cấm mà đánh thì cứ đánh việc đời hồ thế cả nghĩ đến chỗ cô ly làm ăn vất vả mà vì có sòng bạc nhiều người thua hết gia huynh muốn cấm tiệc nhưng suy đi xét lại nếu cấm thì lại ít người đi lại ít người đến làm nên lại phải thôi loài người thích những cái vui nó giết biết làm thế nào buổi trưa sau khi tầm giờ vui vẻ lắm Thôi thì hàng thịt lợn, thịt bò Hàng quà, hàng bánh Hàng tạp hóa đủ cả Chú thích Sau khi tầm là sau giờ làm việc Hết chú thích Các cô gái của không biết Bao nhiêu thứ giống kéo đến như hội Đẹp nhất trong bọn gái ấy Là gái nùng và gái la chí Nhiều cô nước da trong đỏ hồng hồng Ăn đức các cô tân thời Phấn sáp thước tha ở bờ hồ nhưng có một điều mà tôi bao giờ cũng phải nghĩ đến một cách ghê sợ Là cái làn da hồng hồng Có lẽ hàng mười năm chưa được đụng qua một chút nước Gái cũng như dai Sự tắm rửa ở đây là một điều mà người ta rất kỵ Có một lần tôi đi qua chợ Cái nhìn của tôi đập ngay phải một cái sim vải chàm viền đỏ Phơi ở bên đường Chào ơi, rận ở đâu lên phơi nắng mà lắm thế Cơ hồ mùi nâu, tức màu nâu của những con rận phủ gần kín mù xanh đỏ của chiếc sim thật là rận có thể bốc được cái cơ thể một thiếu nữ dù mỹ miều đến đâu cứ tưởng tượng có ngần ấy con rận ngày đêm nó hoành hành cũng đủ làm cho ta một hứng tức mất hứng thì ra những thức ăn thường ngày của các cô một nửa để nuôi thân và một nửa để nuôi rận thằng ma lờ nói cả quyết với tôi rằng rận không có hút máu nó chỉ nương hơi thôi Câu nói dớ dẫn của nó Làm cho tôi bật ra một câu hỏi dớ dẫn Nếu nó chỉ nương hơi không thôi Thì nó lấy gì mà sống Nó chịu không giảng nghĩa cho tôi được Mà tôi thì cũng chịu Không hiểu sao người ta lại có thể nuôi được Ở trong mình nhiều rận đến thế Thứ mà lên đến chợ tôi phải để ý ngay đến là những bát ớt và những cái vạt thịt luộc. Tôi đã đứng nhìn một tên cô ly ăn. Có bốn bát ngô mà nó ăn hết một bát ớt đầy. Thì ra ở đây người ta ăn ớt cũng như ở Bắc Cực người ta uống dầu và mỡ để cho có chất nóng ở trong người. Quên chưa nói để các ngài biết, ở miền núi này ít đất bằng để trồng lúa cho nên dân cư thường ăn ngô. Ngô đây họ không ăn như cái lối ở vùng quê mình, họ đem xay nhỏ ra rồi để vào chỏ hấp. Vì thứ cơm ngô ít nhựa phải có nước mới nuốt trôi được nên ở đây mới sản ra một món ăn nhiều nước lắm. Sáng cố. Tại chợ, hàng sáng cố la liệt ở đâu cũng có những cái vạc đầy nước bốc khói trong đó là những miếng thịt luộc một bọn ly vác một giỏ cơm ngô đến cầm cái que khuấy vào vạc thịt chọn lấy một miếng nhà hàng đem cân rồi thái rồi thì nước suýt và ớt tha hồ ngài dùng thiếu thì đã có nước suối ở dưới kia và rổ ớt tướng để đấy hôm nay là rằm tháng tám từ buổi chiều trăng bằng cái nia đã hiện ra ở đỉnh núi trong lúc mặt trời đỏ sực mới ghé ngã về tây đúng như một lời thi sĩ pháp tả cảnh buổi chiều tà ở mặt bể hình như có một người khổng lồ trong khi một tay vít mặt trời xuống thì lại một tay đung mặt răng lên đêm trăng ở miền núi đẹp cả cảnh vẫn như được gội trong một bầu sữa loãng ngồi ở sườn núi nhìn ra thì ở trước mắt cả một thế giới thần tiên mộng ảo Trần gió nhẹ làm thì thầm những cây cỏ rồi đưa lên một mùi hương của các thứ hoa rừng nó là mát rượi tâm hồn Trong cái rì rầm của muôn cuộc sống Tới tấp ở mặt đất Ở hốc đá, ở ngọn cây, ở nương đồi Trội nhất là tiếng thác nước đổ Và tiếng chảy bất tuyệt của con tiểu bạch thà Tôi muốn trèo lên đỉnh núi chơi Nhưng phiền quá Ở đây ban đêm Một phút đi ra khỏi nhà là một cuộc động binh Phải có lính đi trước, lính đi sau Mà mình thì tay lúc nào cũng phải lâm lâm Cầm một khẩu súng lục bất cứ ở xó nào cũng có thể có những thằng giặc dình để giết mình để ăn cướp súng và nếu có cả tiền bạc quần áo thì càng hay ngày hôm ấy lại không mưa rời khô mặt trăng tỏ vằn vặt mây trắng như những dải là thước tha trôi theo chiều gió thỏa thay nếu ta có thể níu lấy những dải là kia mà đánh đu lên cung quản dải là tức là dải lụa gia huỳnh đã đem từ hà nội lên đây đủ các thứ bánh dẻo bánh nướng Thôi thì cái cảnh bị giam trên đỉnh núi này Còn có cái thú gì chơi trăng nữa Nếu không là cái thú Tạo ra một ông trăng ở trong nhà ấy thế là vài đồng bạc thuốc phiện Một cái bàn đèn bày ra Rồi thầy trò xúm lại Vừa ăn bánh vừa uống nước chè tàu Vừa mơ màng cái thú đi mây về gió Và nói chuyện gẫu Từ khi tôi lên đây Không lúc nào tôi nhớ bọn anh em văn sĩ và thi sĩ bằng lúc này tôi nhớ hơn là nhớ những đứa con tôi bây giờ đây đang rước đèn múa sư tử và bâng khuâng hỏi mẹ thầy đi đâu không ở nhà để treo giải thưởng nếu có vài anh em làng văn thì có phải những đêm tha hương như đêm nay đã có bao nhiêu câu chuyện nên thơ nó đánh dấu bước đường lữ thứ đời thiếu nhà văn chẳng còn một cái gì là có nghĩa anh lan khai anh phạm ngọc khuê anh trương tửu anh nguyễn đình lạp tối nay ở đâu và hiện bây giờ đang làm gì chắc các anh ấy không ngờ rằng tại một nơi đèo heo hút gió cách tỉnh vân nam hàng mười lăm ngày ngựa có một tâm hồn đang nhớ đến các anh ấy một cách thiết tha tôi cho trong sự giao du chỉ có cái tình bằng hữu của các nghệ sĩ là đẹp đẽ bởi nó đã vượt được từ vị kỷ lên đến khoảng đất tinh thần nhà văn cần phải gặp nhau cần phải gần nhau xoắn suýt hơn trai gái chẳng phải tại làm sao cả mà chỉ tại những cảm giác những điều thắc mắc thấy cần phải trao đổi cho nhau mà không thể trao đổi cho một hạng người khác bởi vì không một hạng người khác nào có thể hiểu mình khuyến quân cánh tận nhất bôi tửu giữ ngã đông tiêu vạn cổ sầu không có bạn tri kỷ để cùng nhau uống rượu tôi nằm xuống kéo mấy điếu rồi tôi thả hồn bay về những kỷ niệm cũ tôi nhớ lại những đêm ở trong rừng sâu tôi nhìn trăng với bọn buôn lậu những cái tết ở giếng điện với bọn gái cồ là ở chợ lớn với bọn phì phà chảy ở sông hương với các cô ca nữ ngần ấy kỷ niệm diễn trước mắt tôi như những bóng của chiếc đèn kéo quân nhưng không có kỷ niệm nào ấm áp cho lòng tôi bằng cái đêm hôm rằm tháng tám vài năm trước đây tôi cùng với vài bạn làng văn và một người đào nương yêu mến ghép hai chiếc thuyền lại đặt một chiếu rượu rồi thả lên đinh trên dòng sông nhị Hôm ấy chúng tôi nhìn răng, nhìn nước Chúng tôi đàn, chúng tôi hát Chúng tôi ngâm thơ, chúng tôi uống rượu Chúng tôi bàn chuyện đời Các giá quan của tôi cái đêm hôm ấy như một dây huyền thật căng Khẽ đụng vào là tiếng ngân văng vẳng Tôi say rượu, tôi say trăng Tôi say nước, tôi say bạn Tôi say đàn, tôi say hát Tôi say cả tình yêu Cái đêm dốc cả bầu trời ấy tôi tưởng chừng như tôi không bao giờ già và thời gian đối với những cái vui hẳn hữu của kiếp người tưởng cũng phải kính nể mà ngừng lại ai ngờ một cái cựa mình của trái đất bao nhiêu đầm ấm đã theo một giấm tháng năm mà tan vỡ như bọt xà phòng rồi gieo vào lòng tôi một vô cùng nhớ tiếc vào hồn tôi một bâng khuâng trước cái đảo lộn của cuộc đời thu nhâm tuất ông tô công cùng mấy người quen lên đinh thả một con thuyền qua chơi xích bích thuận miền xuôi sông gió hay hay mặt dòng chẳng gợn giang tay tiên chuốt chén tương phùng đọc bài minh nguyệt thu phong hát câu yểu điệu giải lòng nước non răng phút chốc đầu non sáng thấu lững lờ chừng sao đậu sao ngưu ông tô đông pha có cái tài thơ đã dùng những vần bất tuyệt để đánh dấu và giữ mãi những phút sướng thỏa của đời mình Chứ tôi thì tôi biết lấy cái gì để giữ mãi chúng lại Tôi, tôi chỉ còn một cái trí nhớ mong manh mà tháng năm cứ làm cho mong manh mãi Rồi thì đến cái lúc số tuổi nặng chất mãi lên lưng Cái trí nhớ đã mong manh cũng đứt nốt Cả những phút đẹp đẽ tôi đã sống Chỉ còn là cái hình ảnh ghê sợ của cuộc đời lẻo đẻo theo sau Như một bà mẹ già đuổi theo vang vị đứa con hư hỏng Đứa con hư hỏng nghĩ đến tội lỗi rải rác đầy đường sợ hãi không dám quay đầu về hồn tôi đang thả lông bông theo những cái hình những cái bóng thì gia huynh vỗ mạnh vào đùi dậy uống sâm banh chú tôi choàng dậy vớ lấy cốc rượu gia huynh cùng tôi chạm cốc gia huynh uống càng một hơi rồi chiếp môi kệ cái tết tháng tám của chúng mình năm nay ở cái xó làng mèo thế này cũng là oách lắm đấy chứ sâm banh thuốc phiền bánh nướng chè sen đủ cả Tôi lặng im Cai quý thấy tôi thẫn thờ liền nói Có lẽ ông nhớ các cậu lúc này đánh lùng tung chen ở nhà Thằng người đã là khó hiểu Thằng người ấy lại là một nhà văn Thì cai quý dò làm sao được tâm sự Bàn về sự thịnh suy những dân tộc Tôi thường đã viết Có lòng thì rồi sẽ có tất cả Mà đã không có lòng thì có tất cả rồi cũng sẽ mất hết Cái cảnh tượng đau đớn của nước Tàu ngày nay là do một trong nguyên nhân sinh ra Nhưng cái nguyên nhân chính có lẽ là vì nhân tâm suy đồi Trung Quốc bất sầu vong ư Nhật Bản Sầu vong ư Hán Giang Cầu thang của tưởng giới thạch Tỏ cho ta thấy một cách sâu xa rằng Cái tình đồng bào của người Trung Hoa đối với nhau không được đầm thấm Người có học mà không có lương tâm nguy biết mấy Thảo nào một nhà độc tài ở bên Âu đã phải hét lên Nước ta không cần đến những kẻ thông minh học thức mà chỉ cần đến những người dân mạnh khỏe có một linh hồn trong sáng ừ những chuyện nói trong các báo ta còn cho là mơ hồ chứ tôi tôi được mục kích một việc nó diễn ra dưới thanh thiên bạch nhật trước mặt hàng nghìn con người tôi đang lúi húi đứng xem cho phù đục lỗ cốt mìn thì thấy hai tên lính coi tàu bay trói giật cánh khuỷu một người giải đi qua tôi cũng chẳng để ý vì những sự bắt bớ như thế xảy ra ở đây như cơm bữa Tôi cho rằng vì tên kia nghịch ngợm tàu bay Cho nên bị lính bắt giải về cho nhân viên công ty trị tội Hai giờ sau tôi thấy một ông già khóc mếu Đến vái tôi lia lịa Ông chủ không cứu thì con tôi chết mất Tôi hỏi đầu đuôi thì ông già trả nhời Tôi cũng không biết duyên cớ vì đâu mà con tôi bị bắt Tôi nghe chúng bạn nó bảo nó đang cuốc đất Thì bị hai tên lính đến đạp ngã dúi xuống rồi trói lôi đi À thế ra là một tên phu của tôi chắc là nó đến gần tàu bay chứ gì đã có lệnh cấm cơ mà không nó làm ở dưới này xa lắm tôi lại ngay chỗ xảy ra câu chuyện bắt bớ thì cai xéo sáng nói cho tôi biết rõ đầu đuôi đầu đuôi Trời ơi có gì đâu nguyên trong bọn nhân viên công ty có một người bao một con điếm từ vân nam đem lên đây ngày hôm ấy cậu mờ hứng chí đem nhau ra xem bãi tàu bay rồi vì đường trơn mở nhảy nhót thế nào ngã đồng kền để lộ những thứ mà người ta cố giấu Rồi thì tên phu của tôi không thể không cười ấy thế là nó bị kết vào tội mạng thượng Người ta dọa bỏ tù To chuyện lắm Tôi chưa biết tính làm sao mà giải cứu cho nó Vì nói với những người như thế Tôi không thể nói Thì đã thấy nó ủ rũ từ phía sớm mèo đi ra Nước mắt ràng rùa Mặt nó đỏ gay Môi nó sưng vều Người ta đã bắt nó nằm rạp xuống đất Đánh 50 roi Và bắt nó lại đủ bốn lại tà tội hẳn hôi. Một người có học thức Lại đã từng đi du học nước ngoài Mà làm được những việc như thế Thì các ngài thử tưởng tượng Việc gì mà họ không làm được Gia Huỳnh được tin ấy Nỗi lòng công phận Quên phân cả địa vị thầu khoáng Cần phải luồn lót những nhân viên công ty của mình Đồ khốn nạn Chiều nay chú cứ cho cô Ly nghỉ Để rồi cho đánh điện về Vân Nam Bảo tại bọn họ hành hạ cô Ly như thế Nên họ sợ nghỉ việc cả Phải cho chúng nó một bài học Một khi sự khôn ngoan và mối lo xa trỏ mởm vào thì không bao giờ có một cử chỉ đẹp đẽ có thể thò đầu ra. Ừ, anh cứ đánh điện sang Vân Nam đi. Tôi cũng cần phải đánh một cái dây thép về nhà, báo cho thầy mẹ biết liệu mà thu xếp tìm chỗ ở đi. Chứ cái trại của nhà ta đem ra đảm bảo sắp phải bán rồi. Vì anh đã đổi việc kiếm tiền sang việc kiếm chuyện. Gia Huynh cười. À, không có chú can không khéo tôi làm thật đấy. Làm ra thì họ đã làm gì mình, nhưng làm ra thì có ích gì Những bài học của lịch sử thê thảm đến thế nào Còn không cảnh tỉnh được họ Phương Chi Đối với những hạng người sâu quản từ xương tủy mà sâu đi Thì chỉ có một cách Theo lối ông ban phi nam thì Alifu Nghĩa là tiếp tục đi Thôi mặc họ Ta giả mù giả điếc bao nhiêu lần còn đưa Huống hồ một lần này Cài quý chỉ được đọc có cái nết chăm chỉ và giỏi khôi hài Chứ công việc thì kém quá hay công việc làm terrasman công việc đào đất y không thông thạo mà y chỉ giỏi về công việc làm nhà cửa thì tôi không biết xem như cái lối y làm nivellaman sang lắp mặt bằng và elinaman cân chỉnh tôi phải phát tức cái gì tôi cũng phải mó tay làm lấy nhất là từ khi đường vạc đã xong phải làm cho một nửa hơi dốc còn một nửa bằng để cho tàu bay dễ dàng lấy đà mà bay lên lại đến cái cung cách y đốt cốt mìn thì chàng chán ngắt Phát mìn đầu tiên không nổ Y vừa xòe diêm là y chạy biến ngay Thì ra y vội vàng quá mà lửa chưa kịp bắt vào ngồi Tôi phải thân hành xuống Bác cứ châm cẩn thận Thấy lửa xì rõ ràng rồi hắn chạy Ngồi hơn một thước Lâu mới nổ Chết làm sao được Tôi không sợ Làm sao bác lại sợ hoảng lên như thế Nói cho đúng ra thì tôi cũng cần phải sợ lắm Nhưng trong thấy cái cảnh tượng cai quý lần trước chạy thục mạng nó khó coi quá Nên tôi không thể bắt chước y Hàng nhìn con mắt nhìn vào Mình hớt hơ hớt hải như thế Thì còn gì là đẹp đẽ nữa Mà như thế bọn xạ phan hung hẳn Sẽ khinh mình là nhút nhát Mà không sợ mình Công việc sẽ hỏng bét Thành ra lần này khi thấy lửa bắt vào ngồi Phun ra như pháo hoa cà, cả, hoa cải Cai quý cấm đầu chạy một mạch Tôi chỉ rảo cắn đi mà thôi Tôi tính chắc khi lửa bắt đến kiếp Thì với cái đà bước ấy tôi cũng đã đi xa quá trăm thước Vô sự nhưng thú thực với các bạn chân tôi cũng hơi run chỉ sợ khoa học đã tính sai hay lầm lẫn cái gì trong hơn một thước ngồi ấy chăng vẫn biết cái việc mình làm đó rất là dại nhưng tôi không thể khôn cái khôn như cai quý vì tính tôi không thích cũng có vì công việc bó buộc mình cũng có nỗi khổ tâm của tôi hòa chăng chỉ những người đã cầm đầu những công việc lớn lao và nguy hiểm mới có thể hiểu cho chính ra thì lòng mình không sợ không sợ cả đến cái chết nhưng xác thịt nó yếu lắm Thành ra nó có lắm phản động kỳ quái Thành ra nhiều khi gặp việc nguy biến Mình phải cố gắng tập trung bao nhiêu nghị lực Mới đè nổi được nó xuống Khi cái phút cố gắng ấy đã qua Hồn mình bỗng thấy mệt nhoài Tưởng chừng như mình đã dùng đến bao nhiêu năm sức lực Henry đệ tứ Khi nghe tiếng súng đêm sang Phật Tê -lê -mi, Rung bắn hẳn người Thấy xác thịt phản động trái với lòng can đảm của mình Nhà vua nghiến răng mắng cái xác thịt đốn mà Cái bộ xương khốn nạn Mày cứ rung đi Rồi mày còn được rung hơn thế này nữa Không biết tôi còn nghe được câu chuyện sau này ở đâu Một tội nhân gan liền với ruột Có cái can đảm lấy kìm giật những móng tay mình đi ấy thế mà khi bị tra tấn nhiều quá Sợ xác thịt mình không chịu nổi đau đớn mà cung sưng Phải ngậm thuốc lào vào mồm cho nó say đi Cái nó làm phản chúng ta là xác thịt ta Chứ lòng người đúc theo hình ảnh thượng đế Cảm thống thấy cái đẹp cái cao Có kém gì nhau mấy đâu Cái ngày nào hồi hợp cho một người thầu khoáng nhất Có phải là cái ngày mà những người giả tiền mình Đến nhận cái công trình mình đã thầu làm không Cái ngày ấy đã đến cho chúng tôi Vân Nam phái một tổng công trình sư Và một phi công theo đường sảy thùng chuỗi sang Tuy công việc chưa xong hẳn Nhưng họ đến trước như thế là để xem Có chỗ nào sai xuyển thì bảo chúng tôi làm lại Cho tàu bay có thể cất cánh lên được an toàn Lý đường ra thì việc này chỉ dính dáng đến tổng công trình sư nhưng vì một lẽ thiết yếu là nếu phi công chịu bay Thì đường thế nào cũng là được Bởi thế chúng tôi cứ đào ốc mà phỏng đoán Xem phi công can đảm hay không can đảm Khó tính hay dễ tính Mười hôm trước đây chúng tôi dự tính cũng sắp xong Nên nói với nhân viên công ty đánh điện mời phi công sang Nhưng vì mưa nhiều quá Đất núi đổ xuống ầm ầm Nên khi họ kéo sang thì chưa xong hẳn Còn phải sửa sang lại độ 15 hôm nữa Vì thường ngày đã bị người ta hoành khỏe sau khi giao Huynh đấm mởm bằng một nghìn rưỡi bạc Họ đã về cánh với chúng tôi rồi Chúng tôi rất lo bị ngây ngà Đến khi gặp tổng công trình sư và phi công Chúng tôi trần tình vì mưa nhiều Chúng tôi không thể làm xong trong 47 ngày Và chúng tôi rất buồn vì sự chậm trễ Để cho phi công phải chờ 10 ngày nữa Thì cả phi công và tổng công trình sư đều nói ngay Không sao, không sao Các ông cứ cố làm đi Tàu bay còn phải ở đây chừng hơn 10 ngày nữa vì một bộ máy còn hỏng dễ dàng chưa chẳng bù với trước kia khó khăn biết mấy hai người ấy là hai người âu một người tên là snyder và phi công thì tên là latin hai cái nét trội nhất của họ là một sự tử tế không bờ bến và một sự làm việc chuyên cần không thể nói chính ra nếu họ là người tâm địa nhỏ nhen thì họ có thể hạch sách chúng tôi nhiều lắm đằng này không chẳng những họ không hạch sách chúng tôi họ lại còn làm việc giúp chúng tôi nữa những lúc rỗi họ cuốc, họ đầm, họ vác đá giúp chúng tôi như một tên cu Và có cái gì khó họ còn bày mưu kế để làm sao có lợi cho chúng tôi nữa. Một tổng công trình sư trông coi cả những công việc kiến thiết cho một công ty như công ty Eurasia và một phi công bay đường trường có phải là những chức nhỏ. ấy thế mà họ rất sành soàn, Chả bù với nhiều người mình, tài kém hơn, địa vị thấp hơn đã nghênh ngang lên mặt. Tôi nhận và bao giờ tôi cũng tin rằng Văn minh Á Đông hơn văn minh phương Tây ở nhiều cái lắm Mặc dù có kém về khoa học Nhưng tôi phải buồn sầu mà nhận một điều nhân cách Làm người của mình bây giờ kém họ nhiều quá Tôi đã hiểu cái lẽ vì đâu nước họ hùng cường Chỉ trong ba ngày tôi với họ đã thân mật Họ làm đủ thứ giúp tôi chẳng nề hà một cái gì Một thành tường đất vì mưa nhiều đổ Tất cả cô li không ai dám xuống lấy đá đắp để giữ lại chỉ có tôi và họ xuống Họ vừa đắp vừa cười bảo tôi Người tàu họ sợ chết quá Sợ chết một cách vô lý Cho nên họ phải chết một cách có lý Ông có sợ chết không? Nhà đổ không dám khoe hay Tôi mỉm cười lặng im Làm mệt chúng tôi ngồi nghỉ nói chuyện Ông Latin rõ bọn phu rồi bảo tôi Họ lười lắm cho nên không đánh cũng không được ở nước tôi người làm công mà có cai coi thúc giục như thế thì không chịu làm ngay Người làm công ở xứ tôi họ có nhiều lương tâm nghề nghiệp Lấy đồng tiền của người ta thì danh dự buộc họ không được lười Cai chẳng qua chỉ là để trông coi công việc xem họ làm có đúng hay không đúng Chứ không phải để giám sát sự lười biến Ở đây thì không thể thế Ông Latin chép miệng Ở đây mà như thế thì các ông hết nghiệp một điều càng làm cho ông Latin công phẫn giùm chúng tôi là khi làm công nhật thì cô Ly làm rời rạc. Xúc giỏ đất rất vơi. Ai cũng chọn lấy cái giỏ bé. Mà đến khi tôi cho họ bao thầu một đoạn giỏ thì họ làm vần vật suốt ngày. Chọn toàn giỏ to. Xúc đất thật đầy. Ông Latin trỏ bọn người bảo tôi. Nhân cách như thế mất nước là đáng. ấy thế mà kiếm chuyện lẫn nhau thì không ai bàn đấy nhé. Tôi đã ở nước Tàu hai năm. Tôi biết rõ người Tàu lắm họ ích kỷ quá đến thành bẩn thiểu và cũng vì thế cho nên nước họ yếu lòng người thối nát một cách đáng thương lần là câu chuyện rồi tôi hỏi đến sự học hành ở bên nước ông ta có một đoạn đáng ghi ở nước tàu chỉ những con nhà giàu mới vào học được trường cao đẳng ở nước tôi thì để dành cho những người có trí và có tài bất cứ giàu nghèo ông nên nhớ nhà tôi nghèo lắm nhé Lúc tôi vào cao đẳng phải kiếm lấy tiền mà ăn học Các bạn tôi cũng thế Phần nhiều khi vào học cao đẳng Nhà không nuôi cho nữa Ông có biết tôi phải làm nghề gì để cho có tiền ăn học không? Một ngày tôi làm ba nghề Buổi sáng đi học Trưa vát biển quảng cáo thuê Diễu khắp phố cho đến một giờ Từ bốn giờ đến sáu giờ tôi đánh giày Sáu giờ đến tám giờ rửa bát cho các hiệu cao lâu Đêm mới được về học Giờ vào lớp thì vui lắm. Một lớp tôi có hơn 90 người. Chúng tôi để những biển quảng cáo, những đồ đánh giày, những hòm bán kẹo ở cả ngoài hiên. Rồi chúng tôi kéo vào học. Đến lúc tan học lại cất sách vở vào túi, rồi kéo ra lục cắt đồ lê để kiếm ăn, vác lên vai, rao van từ cổng trường đại học mà rao đi. Không biết ở bên nước ông thế nào chứ ở nước tàu, tôi nghiệm thấy một điều. Những người hơi có học một chút không chịu mó vào những công việc làm bằng tay. Có lẽ họ cho như thế là mất thể diện. Ở bên nước tôi không thế. Sự làm việc bàn tay chân được tôn thờ là một đức tính quốc gia. Ông nên nhớ những chú nhật. Chúng tôi kéo tình đàn tình lũ về vùng quê chơi. Hễ thấy những người nhà quê gặt lúa hay phát cỏ. Chúng tôi ùa nhau xuống làm giúp họ. Gặt lúa, xe dơm về nhà họ cho đến khi xong công việc mới lại kéo nhau đi. Bên nước tôi như thế là thường, chẳng có gì là lạ. Những nghỉ hè tôi về quê, tôi cũng phải làm đủ thứ, vắt sữa, dọn chuồn bò, xe phân. Nhà tôi thừa dịp ấy thải một người ở ra cho đến khi tôi đi ra tỉnh mới lại mượn. Không hiểu sao ở đây những người có học không chịu mó vào một công việc nặng nhọc gì. Tôi tưởng cử động trai trên tốt lắm chứ, vừa khỏe mạnh vừa giúp ích cho người khác. Tôi sợ dĩ thích ông là vì thấy ông, tuy là chủ thầu, mà nhiều khi cần phải làm, ông cũng khiên đá đẽo cọc như mọi người. Không, tôi chỉ ra mẫu cho họ, chứ tôi thì cần phải trông coi mới có lợi hơn. Đành thế, nhưng cũng phải đã biết làm mới ra mẫu cho người ta được. Công việc này đáng lý ra thì lãi hơn một vạn bạc nhưng vì gặp phải rời mưa nhiều là một hai nữa là phải đút lót nhiều nơi quá chỗ thì hơn một nghìn chỗ năm ba trăm chỗ dăm ba chục thành ra nó hao hụt đi công việc gần xong thì số tiền vạn rưỡi chúng tôi đem lên đã tiêu gần hết thiếu tiền thiếu chừng gần hai nghìn thôi đành lại phải trở về hà nội xoay trước khi ra đi gia huynh dặn lại tôi nếu tôi về bắc ca mà xoay được thì càng hay nhược bằng không thì tôi đi thẳng về hà nội rồi tôi gửi măng đa lên Chú cứ yên lòng mà làm việc Không nao núng một tí nào Anh về Bắc Kha mà xoay được thì cũng không nên lên nữa Tình hình chúng mình với các tay thế lực ở đây xem ra căng lắm Một người ở ngoài, một người ở trong Có gì còn dễ vận động Chứ ở đây cả chúng nó túm được cả hai Tôi hiểu rồi Bây giờ còn có cái tàu bay ở đây Họ còn sợ Chứ một khi tàu bay bay được rồi Thì họ có thể bắt cóc mình lắm lắm Tôi ở ngoài thì vía Con đường từ Park Kha tới Vân Nam không bao xa Lão quan Tàu dù muốn cho thu hạ dở dối cũng không dám Họ còn sợ mất chức và nếu có tàn chứng Tỉnh trưởng Long Vân có thể sự bắn y được Người ta ai không sợ chết và sợ mất quan Lúc chia tay lòng tôi nào nào Mà Gia Huynh thì cũng ngùi ngùi Gia Huynh lo cho cái ngày mai của tôi không biết lành dữ thế nào Mà tôi thì lo Gia Huynh xây tiền không được Hay không kịp Ở Phát Kha chúng tôi có quen ai Xét kết quả việc này thì thật đúng như là Gia Huynh đây đẻ dưới một ngôi sao sáng cứ lúc nào cùng quẩn thì tự khắc có người giúp y như rằng hai ngày sau gia huynh gửi lên được cho tôi đủ số tiền gia huynh tuy không chịu đựng được phong xương và không thạo việc nhưng có cái tài giao thiệp gỡ lại lúc này mà không kiếm ra được tiền thì chịu đựng và thạo việc cũng hỏng bét tôi hỏi người mang tiền thì y nói cho biết gia huynh nhờ được một người bạn mới quen ở đấy đem cầm nhựa thuốc phiện đi để giúp và ông ban phấn cũng chạy hộ mấy trăm Gia Huỳnh về đến nơi nói một cái là người ta giúp ngay Nói đến tâm địa người xà phan thì thật không còn có một chút lương tâm nữa Họ có thể làm những việc tàn nhẫn mà mình không bao giờ có thể ngờ Ngài có thể giúp người xà phan một trăm thứ việc Ngài nuôi họ trong nhà hàng hai mươi ngày Nhưng đến cái ngày thứ hai mươi mốt Ngài nhờ y một việc gì mà ngài không trả công cho y Thì y có thể là kẻ thù của ngài ngay Ngài có biết y viện cái cớ thế nào không? Đây, Mời các ngài hãy nghe Nó nuôi tao Nhưng bây giờ tao đã tiêu hết cái cơ mấy rồi Nó chẳng nuôi tao thì tao cũng chẳng chết đôi Có ai chết đôi bao giờ Cái công ngày hôm nay nó không giả Thì tao thiệt Đấy Đại để những cái lý trẻ bọn xà phan viện ra Để vô ơn là thế cả Cho nên ở vùng này đã có nhờ nguyên Không bao giờ nên làm ơn cho một tên xà phan các ngài có bao giờ có thể tưởng tượng một tên xạ phan có một con ngựa thồ đi đường trường với một người bạn mà khi người ấy mệt lả gửi vào con ngựa của y cái áo hay một cái gói nhỏ độ một kg y cũng không bằng lòng cho gửi không? Ích kỷ đến như thế thật là hết chỗ nói. Ngài có thể rất thân với một tên xạ phan nhưng khi ngài có tiền mà y hỏi vay không được là y có thể giết hay dắt cướp về giết ngài để đoạt của ngay. Vì biết rằng bao nhiêu ân tình đối với người xà phan cũng vô ích cho nên ngoài mặt chúng tôi vẫn tử tế Mà bên trong chúng tôi cứ luôn luôn phải đề phòng Cái lo nhất của chúng tôi là sợ khi tàu bay bay rồi Còn tàu bay ở đây thì không dám Vì họ sợ Vân Nam buộc cho họ cái tội làm cản trở công việc nhà nước Họ bắt cóc chúng tôi để đòi tiền chuộc Vì họ cho là chúng tôi giàu lắm Có nhiều việc tức chết đi mà tôi cứ phải bưng tay giả điếc dáng hoặc như việc một người trai của tôi đánh rơi ba đồng bạc Một tên xà phan bắt được một tên khác trông thấy mắt với người cai Người cai ra khám túi lấy lại ấy thế là hỏa nhẫn hầu đệ tứ hương trói cái tên mắt Đánh hộc máu mồm máu mũi Rồi bắt y phải bồi thường lại tên kia ba đồng bạc Bồi thường thì nó lấy tiền đâu mà bồi thường Y lại khóc méo với người cai Người cai lại kể chuyện với tôi Tôi giả vờ quát tháo đuổi tất cả đi không nghe Bởi nếu tôi dính vào thì phải làm cho ra nhẹ Mà làm cho ra nhẹ thì gây thù kết oán Tôi ngầm sai người bảo cai thí cho nó ba đồng bạc ba đồng bạc ấy, đệ tư hường nghiệm nhiên đút túi. Trong lúc y ăn ở với người dưới tôi đều giả như thế, nhưng thấy tôi bao giờ y cũng khép nép, nói những lời trung thành ngọt như mật, còn tôi thì lâu lâu vẫn mời y ăn cơm, thật là cố nén cái dạ dày để khỏi mửa. Thưa ông, thằng Sông nó chết rồi ạ. À. Thằng Sông cũng là cu li người nam, ông ca quế đưa lên làm với chúng tôi. Lúc này những việc ốm đau chết chóc xảy ra ở quanh mình tôi đã nhiều rồi. Tôi đã hơi quen rồi. Và lại tôi còn bối rối về nhiều công việc. Tôi không có thì giờ đâu để cho con tâm tôi cảm động. Tôi đưa ra năm đồng bạc để chôn cất. Rồi tôi liền nghĩ ngay đến việc khác. Buổi chiều đi ngựa qua nương ngô. Nhầm xuống thấy một đống đá tôi mới chợt mình nhớ lại. Tôi lấy làm khiếp cho lòng ruột của tôi. Thôi thôi mau mau xong công việc mà về. Chứ cái nghề thầu khoáng mà cứ kéo dài ra mãi Thì tim tôi một ngày kia đến chai lại Rồi thì bao nhiêu tình cảm Sẽ chết hết ở trong tôi Tôi dùng mình nhớ lại Khoảng ngoài 10 năm bôn tẩu Mà lòng tôi đã như gỗ đá Chỉ biết có lời lọc Chỉ nghĩ đến công việc Ngoài ra chẳng biết một thứ gì khác Lòng thương hơi ngọ ngoại là tôi bóp cổ Vì tôi sợ những tiếng gì nhèo của nó Có thể làm hại đến công việc của tôi năm năm cầm bút tôi tha hồ cho nguồn tình cảm trào ra lòng tôi đã thư thái hồn tôi đã không đâm chiêu thì nay vì cái túi tiền của gia huynh tôi lại không thể không đâm chiêu cho được giời mưa lắm tắm tôi ngã mũ chào cái vong hồn một kẻ cùng đồ rồi tôi thúc ngựa cho đi mau sau lưng tôi như có một cái gì đuổi theo về đến nhà ném cương cho một tên vệ binh tôi tạt sang phía lều bọn phu người nam ở một bọn người hôi hám nằm ngổn ngang quanh mấy cái bàn đèn tôi lắc đầu Chúng mày nhất định hút lấy chết đấy có phải không Chúng mày nhất định không đi làm nữa phải không Thưa ông Chúng con ốm quá Tôi nhìn mặt họ thì họ ốm thật ốm vì thiếu thuốc phiện cũng có ốm vì nước độc cũng có Trời ơi Nhưng nghề thầu khoáng không phải là để nuôi những ông ốm và những ông nghiện Mà tôi Tôi có cái bổn phận phải bảo vệ cái túi tiền của gia huynh Ông cai quế thật là báo hại Mộ phu gì mà mộ toàn những ông nghiện hoặc lên cho chúng tôi thế này Tôi thấy bực về chỗ Gia Huynh không nghe nhờ tôi Bỏ hơn trăm bạc nợ Tống cổ ngay chúng nó về từ trước Tôi quay ra rồi lại quay vào Thằng Sông nó chết về bệnh gì Thưa ông Vừa sốt rét vừa đi lì Hình như nó còn nợ hơn chục bạc Thưa vâng Tôi ném ra đồng bạc Thôi hút đi rồi mai mà đi làm Tao không trừ nợ đâu Tôi quên chưa nói với các ngài Ông Cai Quế lên làm với chúng tôi hơn một tháng liệu sức mình không thể kham nổi được vất vả xin về về đến phố lù, ông có gửi cho chúng tôi một bức thư trong đó có một bài vè dài gần hai trang tôi tiếc không thể chép ra đây để các ngài xem ông về thế cũng là phải gia huynh không chịu được ông mà tôi thì tôi không chịu được cái chỗ cứ phải nhìn mãi một người thất thế cố đấm ăn xôi được tin bọn cai nói cho biết cu ly chết nhiều quá tôi ngờ là xảy ra bệnh dịch tôi đã lo Đến khi nghe họ kể chứng bệnh, tôi lại ngờ là bệnh đau mạng ốc. Tôi càng lo hơn. Bệnh đau mạng ốc thì tôi không có thuốc phòng bị, mà cũng chẳng biết cách nào để chữa. Chẳng những lúc ấy tôi lo cho công việc cần xong đến nơi rồi bị đình trễ. Tôi còn lo cho cả tính mệnh của tôi nữa. Trong lòng tuy nôn đau, nhưng ngoài miệng tôi vẫn nói cứng. À, chả sao. Cảm nắng gió thì chết, có cái gì. Tôi rất sợ cô Ly biết tin thôi đi làm hết thì nguy to tùy miệng vẫn hò hét cô li thúc chúng làm nhưng ốc thì bàng hoàng nhớ tới cái chết của bậc tiền bối là ông nguyễn văn vĩnh ở xứ lào trong khi đi tìm mỏ vàng nhưng nguyễn tiên sinh đã có một sự nghiệp thì chết đi cũng là thỏa cái chí kẻ làm trai chứ tôi nào đã có một sự nghiệp gì nhiều khi hốt hoảng tôi lắng nghe cái tiếng lòng ghê sợ nó hỏi tôi hay mày trải bao gian nan để đến chết ở đây hay mày sẽ đến nằm cạnh thằng sông và thằng thế thì cái bản năng tự vệ lại phản đối ngay không có lý bao nhiêu lần cách cái chết chỉ có một ga mà không chết thì bây giờ cũng không chết được người ta có thể chết mà mày không chết đâu nhớ lại thì đã nhiều phen tôi thoát khỏi cái chết một cách không ngờ tôi lại đem lòng hy vọng ở ngôi sao số mệnh tôi tự nhủ giờ đã cho mình thoát bao nhiêu lần chết chắc còn dành cho mình làm một việc gì chứ chả nhẽ lại bắt chết một cách vô lý như thế này nói dài Giá tôi có bị chết ở Mau Pin Thì tôi hận không tài nào nhắm mắt được Có lẽ tôi sẽ thành một con tinh Lê cái oan hồn mình đi khắp vùng ấy Ừ, khi ở Cao Minh Tôi tham tiền sông sáo vào rừng sâu núi thẳm Làm những cái nghề ma quái thì có chết cũng đã đành Bởi cái sự nghiệp lúc ấy chẳng qua cũng là cái sự nghiệp làm giàu Chứ bây giờ Văn Chương đã hé mở cho tôi một tí cửa Để tôi có thể nhìn đến cái chân trời rực rỡ Mà nếu cố công tôi có thể bước tới chết đi thì quốc biết chừng nào là chết trong cái lúc nguồn cảm hứng đang dồi dào thế này chết trong cái tuổi ba mươi là cái tuổi người ta đã có thể bắt đầu kiến thiết một sự nghiệp tôi đang lẫn quẩn với những ý nghĩ đen tối thì ở cạnh tôi một tên cu ly đang làm buông cuốc ngồi bệt xuống ông chủ ơi con mệt và rứt đầu quá ông cho con nghỉ chiều nay trời ơi nếu số tôi không được sống lâu thì xin cho tôi sống 10 năm nữa Hay 5 năm nữa thôi Tôi vội vàng bảo nó Ừ thế về mau lên Ra bảo cai nó đóng dấu cho mà về Tôi vất cho nó lọ dầu bạc hà Lọ dầu ấy tôi sợ lây Tôi cũng không dám lấy lại nữa Tôi nhìn thấy nó mở nút lấy dầu xoa Rồi nó đứng dậy Nó đi tôi mừng quá Nó mà ngã ra chết ở đây thì cu ly loạn lên Mai chẳng còn ai đến làm nữa Tôi đang thẫn thờ nghĩ liên miên thì ông Snyder đi qua Ông mệt lắm à Lại đây nghỉ một chút Uống bia với tôi Ôi chà tôi chôn được hai cái chai bia mát quá Trời nắng thế này Ông già nắng từ sáng đến chiều Coi chừng ốm đấy Ông vừa nói vừa nắm lấy tay tôi Bóc những tảng da bị nắng làm chốc lên như da cốc Ông Latin bảo ông giống một tên mòi đen Đen quá Tôi cười cượng Trước tôi cũng không đen mấy Ồ, đen tốt chứ Ông Latin cũng đến góp chuyện Đàn ông đen tốt Trong vít tan Thế lại đẹp cơ Phải đẹp Nhưng đen thế nào chứ đen thế này thì cho khỉ nó trong À, về nhà Nghỉ một dạo Ra nó lại giãn ra chứ Thôi, ông cố thúc làm cho chóng đi Tôi liệu cho tàu bay bay ngay để ông về Chứ ở mãi đây thì ông cũng khổ Mà chúng tôi cũng khổ gia huynh đi qua lâm đi ông ban phắng đi ông ban pin nam đi một mình tôi chăm việc muốn nghỉ một chút cũng không sao nghỉ được tôi liệu chừng cứ thế này mãi thì cái sức giỏi chịu đựng đến đâu rồi cũng đến phải quỵ thì vừa may ông ban phắng cho con lên giúp tôi a Kiều là một thiếu niên rất lanh lẹ rất thông minh lại chăm chỉ nữa tôi chỉ bảo công việc cho y một buổi sáng thì y đã hiểu ngay tôi mừng quá và yêu y quá Ông Văn phấn thật là tốt phúc Ra đời phải là những hạng thiếu niên này Y lại cũng có sức khỏe Có thể dầm nắng mưa cả ngày Tôi hỏi chuyện Y Thì ra cả một láng gỗ ở bao nhai Ông Văn phấn đều giao cho Y trong nom Khi nào gỗ về đến bến Ông Văn phấn mới ung dung bước lên tàu về Chờ ở Hà Nội để bán Tất cả những người giúp việc tôi Tôi chỉ bằng lòng có Y và cai giữa Một hôm trời mưa Ngồi ở trên liều, y giơ tay cho tôi xem rồi bảo Ba cháu nói ông biết xem tướng Ông xem tướng cho cháu về Tướng em không cần phải xem Em cứ tin chắc rằng nếu em cứ giữ cái tính chăm chỉ và thực thà mãi mãi Thì không bao giờ em phải kém ai Em đi đến đâu cũng có người yêu, kẻ quý Em làm việc gì cũng phát đạt Sự giàu bạc vạn là một may rủi chẳng kể Chứ một người không bao giờ chịu để yên chân tay Thì thể nào cũng sung túc Y tỉ tê ngồi kể cuộc đời sống của Y cho tôi nghe Mới 18-19 tuổi đầu mà đã nhiều lần Một mình một dao một ngựa Y tải hàng 500 bạc thuốc phiện xuyên qua rừng Thế em không sợ à? Sẽ lúc ấy cũng chẳng liệt nữa Tôi đang neo người Á à khều lên tôi đã mừng Lại ông pin nam sai con lên lấy súng về Tôi giữ ngay Á à Phát lại để giúp việc Á à Phát cũng lanh lẹn Cũng giúp tôi được nhiều việc Mày biết chừng nào Cổ nhân có nói Thấy cái mừng chớ vội mừng thấy cái lò chớ vội lo Trong một cái may biết đâu chẳng có một cái rủi Trong một cái rủi biết đâu chẳng có một cái may Cả hai người đều làm cho tôi hú vía Sau hai lần chết thục ấy tôi mới nhận thấy cổ nhân nói đúng vô chừng Lần trước vì tính tôi cẩn thận mà tôi thoát chết Lần sau thì thật là lòng rời còn tựa chưa nở giết tôi A Kiều đi tải tiền ở Pakha về đưa súng bị lục cho tôi. Vâng, Cháu tháo sát giờ cất vào bị tử tế rồi Tôi ném bị súng lục xuống giường Yên trí rằng y đã ở rừng thì cũng đã biết dùng súng lục Nhưng khi cơm xong sắp đi nằm Tôi đem các súng lục ra xét lại một lượt Buổi tối nào cũng như thế Vì tôi sợ nhỡ động dụng Súng có làm sao thì thật là nguy khốn Tôi xét chiếc súng lục của tôi trước Rồi thì tôi cầm đến khẩu súng của A Khiều Quái Súng đã tháo sạc giờ Rồi mà sao lại hơi nặng Tôi nhờm thì sạc rơ tháo rồi thật Tôi kéo cò hãm nhìn vào lòng súng thì một viên đạn vàng ứng nằm ở trong. Giời ơi thì ra lúc đi rừng y đã lên cò. Một viên đạn đã tự sạc rơ nảy vào lòng súng. Đến khi y kéo sạc rơ ra thì chỉ có kéo có sáu viên. Còn trong sạc rơ viên đạn đã nảy vào lòng súng vẫn nằm yên trong đấy. Nếu tôi không cẩn thận. Tôi sực nghĩ đến những người chơi súng lục vì sơ xuất mà đã xảy ra bao nhiêu tai nạn thê thảm. Tôi làm nảy hòn đạn ấy ra rồi tôi cầm lấy tung lên tung xuống trong lòng bàn tay sau tôi đưa cho a khiều một suýt nữa em giết anh đấy lần sau thì thật tôi chỉ còn cách cái chết có một ngón tay lửa đạn tràm cả vào má tôi tôi thấy nóng rực một bên thái dương là một điều lần trước cầm viên đạn thì tay tôi rung lên lòng tôi lạnh buốt mà lần này thì sau khi tiếng súng nổ dứt tôi bình tĩnh như thường có lẽ lúc ấy tôi còn mừng vì sống sót mà chưa kịp có thì giờ để sợ hay người ta chỉ sợ cái chết sắp đến mà không sợ cái chết đã đến? Nếu có thế thì chẳng qua cũng là do sự làm việc nhiệm màu của tưởng tượng. Tối hôm ấy tôi cho các cai hút thuốc phiện vì A Phát mai phải đem súng về. A Phát ngồi cạnh tôi, mấy khẩu súng lục để ở bên khay đèn. Nhân nhớ đến chuyện A hiệu, tôi cầm súng dạy A Phát cách tra đạn, tháo đạn và cách bắn. Tôi lên cò hãm cẩn thận rồi đặt xuống. A Phát cầm lấy, cho tháo và lấp lặng một lần là thử lẽ cho ông xem xem có đúng không nhỉ. Tôi nhìn thì đúng lắm. Tôi cũng lại đinh ninh rằng y biết rồi. Tôi không để ý đến nữa. A tôm tim xong mời tôi hút. Tôi nằm xuống hút xong tôi ngồi dậy. Nói chuyện với cây quý. Bỗng A Phát quay sang tôi nói. Có một lần à, cho thấy người ta cũng chưa cho lặng lên lòng súng. Mà sao lụng vào cò như thế này là nó cũng lỗ. Miệng nói tay cầm súng thực hành ngay. Một tiếng nổ đinh tay lửa lóe như chớp thì ra trong cái lúc tôi nằm hút thuốc phiện y đã dương cò để cho một hòn đạn nằm vào trong lòng súng lúc nào mà y cũng không biết tôi không mắng qua y một lời tôi sai người đào viên đạn đồng mắc vào tường đem ra để giữ làm kỷ niệm cai quý cầm lấy hòn đồng mân mê nhìn ngắm rồi bỗng y thốt ra giặc nó bắn chưa thấy đâu một suýt ông đã chết về viên này cháu trông thấy cậu ấy giơ súng sát hẳn mang tay ông cái này vào đầu thì đầu phải tan như xác pháo Y nói xong cười khì khì Qua hai lần chết thục ấy Tôi là càng tin tưởng ở số mệnh mình Có lẽ cái lòng tin tưởng ấy nó trẻ con Nhưng tôi vẫn tin rằng Giờ bắt đời tôi gian trung thế này Ý hẳn để cho làm một việc gì rồi mới chết Lý luận ra thì tin như thế là ngốc Nhưng linh khiếu có nhiều chỗ thần diệu Mà khoa học chưa biết tới được Tôi tin rằng tôi khó chết lắm Vì có phải hai lần này tôi sống sót đâu tôi chết thục đã bao nhiêu lần Ôi tôi không dám cầu sống nhiều Tôi chỉ sống với rời 15 năm nữa 15 năm đối với sự cố công của một nhà văn Cũng đã nhiều lắm rồi Đến cái tuổi ấy mà tôi chưa lập được một sự nghiệp văn chương Chưa viết được một tác phẩm giá trị Thì là cái tài tôi không có Chết đi cũng chẳng còn ân hận gì nữa Chiếc tàu bay đã kéo xuống đường Ông Snyder và ông Latin sau khi bắt tay tôi đã trèo lên ở đầu đường tôi đã cho đốt một đấm giấm khói bốc lên ngùn ngục phi công để hết mắt nhìn làn khói tỏa trên khu rừng cấm chờ một khắc gió nam cái phút hồi hộp cho tất cả mọi người tại làm sao lại phải chờ gió nam là trận gió lúc này sẽ thổi ngược vào mũi tàu bay những trận gió ngược chiều như thế là một trợ lực tối kỵ và có thể đem đến nguy hiểm cho chiếc tàu bay trong khi đang bay tại sao bây giờ người ta lại phải cần đến là để cho khi tàu bay mở máy chạy nó sẽ thổi vào những Nice de profondeur lúc ấy đã cấp cả xuống để cho tàu bay chống cất mình khỏi mặt đất nếu ở bãi tàu bay rộng và dài người ta không phải cần đến những trận gió ngược ấy trong khi tàu bay cất cánh cứ đà máy cũng đủ làm cho tàu bay bay lên rồi nhưng vì ở đây đường ngắn người ta sợ chạy quá 300 thước mà tàu bay chưa đủ đà cất khỏi mặt đất thì sẽ bị lăn xuống vực ở trường bay thì lại khác cứ cho tàu bay chạy dưới đất Bao giờ tàu bay lên thì thôi Chúng tôi chờ 10 phút Nửa giờ, một giờ Ngọn gió nam quý hóa vẫn chưa đến cho Lòng khắc khoải của chúng tôi lúc này Nó cũng có họ hàng hơi hướng Với lòng khắc khoải của Chu Lan Chú Thích Tức Chu Du hay Châu Do Một tướng tài của Đông Ngô Hết Chú Thích Khi chờ ngọn gió đông Của Gia Cát trong trận xích bích Phi công vẫn ngồi trên tàu bay Chăm chú nhìn làng khói Chúng tôi đứng cạnh chăm chú nhìn phi công qua Lâm sốt ruột khẽ bảo tôi Chỉ một phút gió thôi Sao giờ hôm nay hạ tiện thế Không cần đến một phút Chỉ hai ba tích tắc là thừa đủ rồi Đứng mãi mỏi chân Chúng tôi ngồi cả xuống vệ đường Bỗng khói xanh mù mù thổi lại phía chúng tôi Chúng tôi đứng phát dậy như những lò xo Một cái ngoắt tay của phi công Hai người vác hai cái búa lớn chạy đến Đánh bật hai miếng gỗ chặn ở bánh xe Máy gầm lên Cánh quạt thổi bụi tung rời Tàu bay đâm thẳng vào lốc bụi một loáng chúng ta đã thấy nó ở trên mây xanh tiếng hò reo hòa vào tiếng súng nổ tàu bay lượn trên đầu chúng tôi sung sướng như điên như cuồng tôi tung mũ lên rời rồi cứ súng lục nã mãi vào nó tàu bay đã qua khỏi chỏm núi trắng tôi ngẩn ngơ nhìn những người đứng chung quanh mặt ai cũng đầy một vẻ hân hoan tôi ngẩn ngơ nhìn con đường thẳng tắp mà sự gây dựng nên nó đã làm tốn hao bao nhiêu tiền bạc bao nhiêu huyết hạng bao nhiêu mạng người và nếu không may mắn thì cả cái mạng tôi nữa tàu bay bay đi rồi con đường này bây giờ không còn cái lẽ sống của nó nữa rồi trước đây một phút nó trọng đại biết mấy còn bây giờ tôi bồi hồi nghĩ đến những công trình chốc lát để cho những cái công dụng chốc lát của loài người rồi trong chỗ sâu thẳm của lòng tôi một cái gì như bực tức nổi lên làm nên con đường này tôi đã phí bao nhiêu thì giờ bao nhiêu mồ hôi bao nhiêu tâm cơ tôi đã phải đi cạnh cái chết Tôi đã phải lỡn vỡn với bệnh sốt rét Với bệnh lị Với bệnh đau màng ốc Với những viên đạn của bọn giặc cỏ Để làm gì Tôi lên đây tất cả gần 3 tháng Mỗi ngày ít ra tôi làm việc hơn 12 giờ 12 giờ Làm việc dưới nắng, dưới mưa Nếu gần 1.000 giờ đồng hồ ấy Tôi dùng vào việc trước tác Thì ít nhất sau khi buông cây viết Nhìn đến cái tác phẩm Còn nóng hổi những chất ốc máu tim tôi cũng có được cái kiêu hãnh rằng cái công việc tôi làm đó không phải để cho một công dụng chốc lát ít nhất tôi cũng có một cái viễn vọng biết đâu chẳng là một viễn vọng mà lòng tự ái dối tôi rằng những tư tưởng tôi viết ra trong cơn sốt cơn rét cơn mê cơn sản tuy bây giờ chỉ mới là những cái trứng nhưng rồi một ngày kia nó thành hình nó có chân nó đi đi khắp đất nước rồi một buổi mai kia tác phẩm tôi rơi vào tay một bạn đồng tâm bạn thấy rằng tuy tài tôi kém nhưng lòng tôi thành bạn nói cho một câu người này đã thiết tha nghĩ đến chúng ta đã thiết tha nghĩ đến ngày mai của giống nòi ấy thế thì dù lúc đó xác tôi đã vùi sâu ở dưới ba thước đất hồn tôi cũng được thỏa vô cùng các văn sĩ và thi sĩ bạn tôi đều nuôi cái hy vọng rằng tác phẩm mình sẽ để lại muôn đời và nó sẽ đưa tên mình đến chỗ bất tử những tác phẩm của tôi nếu may ra người sau còn đọc thì càng hay nhưng chính ra cái ý nguyện của tôi khi cầm bút thì nó không cao xa như thế tôi chỉ mong sao giúp ích một chút cỏn con trong sự gây dựng một tinh thần dũng mãnh cho thanh niên bây giờ thế thôi tôi chỉ muốn rằng thanh niên phải nhận chân lấy cái thiên chức của mình và phải biết sống một cách kiêu hãnh lấy sự mình bằng lòng mình làm cái phần thưởng quý giá nhất cho cuộc đời mình Tôi muốn cho lòng chúng ta ở sự cố gắng, ở sự mài dũa nhân cách chứ không phải ở ngoài vật. Tương lai chúng ta là chúng ta đó. Một khi tim chưa trong, ốc chưa sáng, tay chưa mạnh, nói đến tương lai là một điều vô nghĩa. Phải tìm cái thực hiện của tương lai ở trong cái thực hiện bổn thân mình. Tôi đứng tầng ngần ngắm con đường thì Qua Lâm cũng đứng tầng ngần ngắm tôi. Một lúc lâu tôi quay sang thì gặp cái nhìn của Qua Lâm. Qua Lâm tiến lại thôi thế là xong rồi ta về chứ tôi quay nhìn con đường một lần cuối cùng ừ thế là xong rồi miệng tôi tuy nói thế nhưng bụng tôi nghĩ khác công việc này đối với mọi người thế là xong rồi nhưng đối với tôi nó còn chưa xong hơi hướng nó còn đượm mãi ở trong những trang sách của tôi sau này sự kinh doanh đối với người khác chỉ là một việc kiếm tiền nhưng với tôi ngoài vấn đề kiếm tiền nó còn là một thí nghiệm sự sống Để thử thách bản ngã Và một dịp để lăn mình vào từng sâu của cuộc đời Tôi được may mắn hơn mọi người ở chỗ ấy Tôi bồi hồi cảm ơn cái định mệnh Nó đã khiến tôi thành văn sĩ Hà Nội tháng 2 năm 1940 Hết chuyện